Rồi, chào mừng anh em đến với cái video tiếp theo của mình. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mục đích mình làm cái video này thì để mình chia sẻ một ít cái kinh nghiệm của mình cho những anh em đang đi xe nè, mà hay đi mua đồ xe mà anh em hay phân vân là tại sao ở chỗ này giá nó như vậy, ở chỗ kia giá nó như vậy. Đó, nhiều khi các bạn điện thoại hỏi mình là anh ơi giá của anh nó bi làm sao, rồi bạc đạn sao, giá làm sao. Rồi các bạn so giá là ủa tại sao em mua bên kia nó rẻ hơn anh. Thì đây, thì mình cũng làm trong ngày hôm nay thì cũng có một số bạn đi mua đồ sẵn mang đến cho mình vệ sinh nồi rồi làm các kiểu gấp tàu. Thì khi mình cầm bi của bạn lên á thì bạn có nói là bạn mua trên mạng, bạn mua bi Thái hay cái gì đó, thì bạn hỏi bên mình là mình có bi Thái Lan hay không. Mình nói luôn là mình không có bi Thái, nên các bạn mua bi Thái mang qua cho mình thì ok, các bạn mua mình mang qua thì mình vẫn cứ làm. Nhưng mà các bạn mua chỗ này là các bạn mua lầm giá mình không nói, nhưng mà các bạn mua lầm cả chất lượng. Nên là mục đích của video này thì mình mong là anh em xem clip với mục đích là chia sẻ. Mình không có gọi là chỉ trích cái gì hết, mình chỉ mong muốn là cho anh em hiểu được là tiền nào nó của đó. Thì đây, bắt đầu với video này thì bi bi chứ giờ thì hầu như là mình xài bi bi Việt Nam mà nhiều anh em, mình xài bi cho 125 chứ mà Vario 2B đâu á, thì nó có hai loại bi, một là bi 16g với hai là bi 18g. Thì một lát nữa mình sẽ cho anh em xem được, anh em nhìn bằng mắt luôn, anh em cũng có thể đoán được là nó khoảng bao nhiêu thôi, có thể là không chính xác 17 gram rưỡi hoặc 18 gram, nhưng chênh lệch nhau cũng không bao nhiêu. Đó, đây là một bộ bi bên mình, đây bi của mình nha. Bi này thì một bi này là bi 15 gram rưỡi 16 gram anh em đó, cái mà có hẹn là mấy anh Việt Nam thôi. Này thì đây mình sẽ khui ra mình cho anh em thấy bên trong đó. Đây mình thử hai ba viên thôi. Thôi. Anh em nhìn nè, cái viên bi ở phía sau này thì nó sẽ có một lần nước vựng, cái hàng nước sơn, anh em họ sẽ vệt một thằng nước sơn qua đây. Hầu như tất cả những cái bi mà bi zin đó anh em để ý đi đều có hết, có những cái vệt sơn như thế này nè đó. Đây là bi, hàng này là hàng chất lượng nha anh em nha. Anh em nhìn kỹ nè, trên cái mặt bi nó rất là đen bóng luôn á, nhưng mà mặt nhựa này nó bóng, nhựa gọi là nhựa cứng. Một bộ bi như thế này tuổi thọ nó rơi vào tầm khoảng từ 10.000 15.000 cây, 15.000 cây là bi mới cần thay thế. Nếu các bạn đi 10.000 vệ sinh nồi thì mình thấy rất là nhiều xe chưa cần phải thay bi. 15.000 thì nó hơi mớp nhẹ xíu. Nếu các bạn tiết kiệm thì có thể để đi, hoặc muốn im thì thay. Đó. Đây là bộ bi của mình. Đó, đây. Còn đây là cái bộ bi hồi chiều bạn đã mua hai bộ, nhưng mà mình nói là bạn bán lại cho mình một bộ đi, chia lại mình, tại vì bạn đã bị lầm rồi nên mình nói lỡ mua rồi nên bạn chia lại cho mình. Thì đây. Anh em nhìn thấy không? Đây thì cái mã thì mình mã KZR 6010. Nhưng mà đây nè, cái chú ý mình nói đây là em. Cái mã này có thể không đúng ha, nhưng mà anh em chú ý nhìn lên mình đây nè. Bạn mua là bạn đề bạn hay bạn bảo là Made in Thái Lan nè. Nó rồi ok, mình sẽ khui ra cho anh em xem, tại vì giờ này mình gặp rất là nhiều bi như thế này. Nhưng mà bi này á, thì nó xài cũng được, nhưng mà anh em đi tầm 5 6 ngàn cây là nó đã mòn, nó 5 4 5 ngàn là bi nó mớp rồi. Thì đây. Thứ nhất là ở phía sau của nó là bi này, là ở phía sau là nó sẽ có màu đỏ anh em. Màu đỏ nha. Cái thứ hai là anh em nhìn cái chất liệu như bi nè, nhìn nó không có được đẹp, nhìn nó bị nhăn nheo rồi, nó nhìn nó rất là xấu nè anh em, nhìn đây nè, nhìn nó không có được mịn nè. So với bi này thì nhìn nó, anh em nhìn thấy không, nó không có mịn không, ý là đây là bằng đêm anh em, nhưng mà anh em nhìn kỹ đi đó, hai cái bi nó sẽ khác nhau. Mình đã bảo anh em này, nếu như anh em thay bộ bi này vào, anh em để gì mình nha, bi đích đỏ như này nè, anh em chạy hứa luôn 5-6 ngàn cây là bộ bi nó đã ra đi rồi, nó mà mở ra nó sẽ mớp hết, mớp đều hết. Giống như vậy, chất liệu nhựa của nó không có chất lượng anh em, như là giống như dạng nhựa tái chế á, nó không có chất lượng á. Còn cái nhựa này nè, những cái nhựa của cái bi bên đây thì mình bao anh em chạy trên có 15.000 cây mới cần mới có hơi mòn nhẹ thôi. Thì tại vì mình mở rất là nhiều xe đó, mà có xe anh ấy bạn mới thay được có 2 tháng 1 tháng sao mà nó chạy mới có 3-4 ngàn cây mà sao mở nó mớp hết trơn rồi. Thì đây, thứ nhất là về trọng lượng thì nó sẽ không chuẩn anh em. Bi này nếu mà so với bi này thì nó có thể là nó sẽ nặng hơn một chút nè anh em, nhìn kỹ đi. Bi này thì mình nghĩ là trọng lượng tầm khoảng cỡ 16 gram rưỡi 17 gram á, còn bi này thì nó gây nó 15 gram rưỡi 16 gram đó. Thì anh em cần nhìn vô cái lỗ này nè, cái lỗ sắt nè, nó cái này nó hơi dày hơn bên đây nè, anh em thấy không, bên đây nó mỏng hơn nè, bên đây nó hơi dày hơn nè. Rồi đây, còn bộ bi 18 gram thì mình lấy một bộ bi cho anh em xem. Đây 18 thì bộ bi theo xe, mình tháo ra bi của xe HMO anh em. Đây bi 18 gram thì anh em nhìn thấy nè, cái lỗ sắt ở giữa nó rất là dày luôn. Đây
em nhìn kỹ cho mình nha, đó thấy không, cái lỗ giữa nó dày, đây là pin 18 g, còn đây là pin 15 g rưỡi, 16 g, nó trọng lượng thì na ná nhau xíu. Mình cái đó mình cứ gọi tạm là pin 16 g đi, dành cho vario á, hoặc là anh em nào đi đang đi pin 18 g mà muốn hạ nhẹ thì hay đi pin này, hoặc anh em nào muốn im á thì đang đi muốn im thì đang đi pin vario, đang đi pin 16 g thì có thể hạ lên pin 18 g đó. Thì mỗi người mỗi ý, có người thích lên, có người thích xuống đó. Là một để qua đây nên sao tạm để nó qua một bên nha em. Thì để cho anh em xem bi, cái chất lượng quan trọng là ở cái chất lượng viên bi chứ không phải là ở chất lượng má dây in nào nha anh em. Anh em lưu ý cho nó cho mình một xíu nè. À, có giống như cái bi này, bi này là mã K44, là của bi sành 2014, trọng lượng bi này là 16 g nha anh em. À, trọng lượng bi này là thì nó là viên, tại sao cái lỗ này nó dày mà mình gọi 16 g anh em, tại vì nó dày nhưng mà cái trọng lượng, cái bề ngang của nó nhỏ hơn này đó. Còn bi AB110 thì chỉ có 13 g thôi, thì cái lỗ nó sẽ hơi rộng hơn này xíu, nên là pin này là pin 16 g. Đó là pin sành 2014 anh em. Anh em qua những xe AB mà 110 anh em muốn im máy thì anh em có thể, nó bị gầm quá thì anh em có thể thay bộ pin này vô cũng được, nhưng mà cái điều thì im thì nó sẽ không bốc thôi. Còn con pin sành đời này mà anh em muốn ngon thì anh em lên bộ pin 13 g của AB110 thì nó nhẹ xe hơn, thì máy hơi ồn xíu thôi nhưng mà nó lướt hơn. Là một. Đó, cái thứ hai. Về các bạc đạn đũa nè. Cái này là bạc đạn poly làm sao á. Thì về kết cấu á, thì tất cả đều là hãng của NTN nè. Nhưng mà anh em nhìn kỹ cho mình nè, là cứ sao đây, một cái là có tem phản quang và có mã QR nè, còn ở đây không có nè nha, đây không có nè, thấy chưa, ở đây thông số nó rất là rõ ràng, nhưng bên đây không có nè, chưa. Một đó, anh em nhìn kỹ cho mình nha. Ở bên ngoài có nghĩa anh em chỉ cần nhìn cái hộp bài đạn đũa NTN, đúng rồi, cái thông số nó đúng mà, thì cái thông số hai cái nó giống nhau thôi nè. Đây là 22, đây là cái này của sorry anh em, cái này là của cái để mình lấy cái của thằng cái này của SH, còn này của AB, hai cái nó khác nhau. Giang ơi, lên cái máy tính đó, lấy anh cái hộp bài đạn đũa anh để cho máy tính đi, NTN đó, mà đạn NTN cái hộp trên máy tính á. Đây cho anh em xem nè, bây giờ mình sẽ khui cái này cho anh em xem bên trong. Đây là bạn đạn đũa của AB 110, 125 rồi không cái kia kìa, còn cái nữa. Và đạn cho Bully AB 110 Vision SH Việt Nam, AB 125 Vario, nó sẽ xài chung nha anh em. Đây, mở ra thì bên trong nó đựng trong một trong cái bịch như thế này. Đây. Đó, đây bên nào không? Giờ mình sẽ xé bịch ra cho anh em xem bên trong. Đây. Hàng cái thông số nó này nè, thấy không? Được đóng được khắc chìm nha, 20, 29, 18. Sa băng. NTN. Đây mà bên trong, mà bị nào bên trong nó có mở bò nha anh em. Đây. Có mở chịu nhiệt nha. Đây. Đó, anh em nhìn kìa, ra ngoài tủ kiến mấy coi mình có banh không. Đây anh em thấy không, bên trong mở bò nè, nó có mở bò nha, lắc không nghe tiếng kêu gì hết nha anh em. Đó, đây là hàng, đây là hàng chính hãng nha, mà nói em biết đây, lưu ý đây là hàng chính hãng. Để đây thôi, mình trong thời gian mình kiếm cái kia không có thì mình lấy cái này cho anh em xem đỡ đi, tại vì mình có mua hai cái để lưu ý cho anh em xem. Đây thì nằm trong bình như thế này. Ở đây cái này thì cái lỗ nó rộng hơn của ý anh em, rộng hơn, nhưng mà đầu tiên á là cái số này nè, đây cũng được đóng chìm, nhưng mà bên trong này nè anh em, không đấy, nó không có cái mở bò nha anh em nè, không phải đâu, cái trong hộp nè, tên nợ đó, đây thấy chưa, trong đây không có mở bò, lắc nó ngay kêu nè. Anh em mua hàng anh em muốn lưu ý với mình, nói chung là hiện tại thì mình kiếm cái kia không có, rồi thì mình bỏ lạc đâu rồi, nó chỉ khác nhau về ở cái kích cỡ thôi, này của AB25 này của SH Ý thôi, nó SH Ý thì lỗ nó rộng hơn, này lỗ nó nhỏ hơn, nhưng mà để phân biệt bên trong nè anh em thấy không, một cái họ có cho mở bò chịu nhiệt vào, một bên thì không có đó. Thì về hai cái hộp thì nó khác nhau hoàn toàn rồi, thì anh em mua hàng có thể lưu ý đó, để nhiều khi họ bên đây họ bán ví dụ như 50, bên đây họ bán 90, nó khác nhau ở chỗ là cũng anh em nhìn qua cái thương hiệu anh em nói tại sao chỗ này bán giá, chỗ kia bán giá đó, thì đó là để anh em lưu ý cái một phần nha. Rồi sorry anh em nha, tại mình đang quay cái đèn lát mình nó nóng quá, tắt lát thì mình phải bật lát lại.
Thì đó, thì vừa qua cái cách này mình đã vừa chia sẻ cho anh em xem đó, thì cũng giống như là mình đã nói cho anh em đó là những cái bi mà được vạch sơn như này nè, thì những bi zin đó nó sẽ có một cái vạch sơn giống vậy. Thì mình đã cho anh em xem là đây, giống như đây cái bộ bi của xe SH nè, không được một vạch nước sơn màu xanh như thế này, nhưng bi này đi được 5-6 ngàn cây rồi nè, nhưng mà bi này chưa có mòn không, không còn rất là tròn, nó đẹp luôn. Nên là như nhiều anh em cứ suy nghĩ là cứ phải mắc in Thái Lan hoặc là mắc in nào mới được, nhưng còn nói chung là mình chỉ quan trọng là cái chất lượng cái hàng đó, xuất xứ từ đó thì nó ngon, nhưng mà tại vì cái nguồn hàng trên thị trường giờ nó trôi nổi nhiều lắm, mình nó có cái cái bao bì á thì họ có thể làm giả nhái rất là dễ. Mong là anh em á, mua hàng thì cũng có thể là lưu ý xem kỹ là chất lượng của nó, chứ đừng có xem cái bao bì. Cũng giống như này nè, ở cái lò xo ba càng mà hàng Thái á, lò xo 110 hàng Thái, nghĩa là cái hàng chuẩn á, chuẩn hãng á, thì cái hàng nhập về á nó lên Thái Lan bao giờ nó cũng nằm mỗi một bịch một cái anh em nha. Đây nè, ba bịch là ba cái. Còn nếu mà cái hàng cũng có thể là cũng cái lò xo này trọng lượng nó là 10 kg đi, thì nhiều khi là anh em muốn mua một cái lò xo Thái 10 kg thì một bịch nhưng mà nằm ba cái trong đó, thì cũng ghê mới in Thái Lan cũng mãi trang gì. Nhưng mà em lưu ý cho mình là anh em phải tìm hiểu kỹ thì trước đó là cái nguồn hàng đó là cái lò xo bên trong này nè, bên trong nó có đúng là chất lượng như vậy không, giống như vậy hay không, hay là cái lò một lò xo khác. Thì nhiều khi đó cũng có thể là lò xo Việt Nam nhưng mà có thể là cũng 10 kg, nhưng mà là họ để trong cái bịch mất in Thái Lan. Mà để mà anh em muốn hàng Thái thì cũng có hàng Thái, mình thì mình chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Mong là anh em đi xe nè hoặc anh em thợ khi mua hàng á, so sánh giá thì nó có thể là biết được đâu là chất lượng, đâu là cái hàng mà không chất lượng. Những anh em thợ mua hàng bên mình thì mình cũng lưu ý luôn là cái giá của mình á là giá thợ, mình thợ mình lấy đi, mình đã lựa, mình sàng lọc, mình đảm bảo chất lượng thì mình bán cho anh em. Tuy nhiên đừng có nghĩ là mình bán giá nó sẽ rẻ hơn tiệm phụ tùng. Nếu anh em muốn giá rẻ thì anh em có thể ra phụ tùng cửa hàng bán phụ tùng xe máy á, anh em mua hay gì đó hoặc là anh em mua trên mạng á, thì giá nó rẻ. Còn ở đây là mình bán, là bán cả cái thương hiệu, cả chất lượng của mình. Mình là cái người đứng ra chịu trách nhiệm cho bộ bi này, ở bi này thôi là phải chạy được 5.000, 10.000 hay 15, 20.000 gì đó. Còn anh em mua bộ bi như thế này không ai đảm bảo cho anh em chạy được bao nhiêu ngàn cả. Đó, thì mong là anh em sẽ qua clip này thì anh em sẽ hiểu hơn về xe tay ga. Mua đồ của mình thì chắc chắn là mình là thợ mà mình chưa hề nói là mình sẽ bán giá rẻ cho anh em. Mình chỉ bán cái giá đi kèm chất lượng, chứ mình không phải là cái chỗ bán phụ tùng xe, mình chuyên bán không, mình không có sửa thì nó khác. Nhưng mình nhập rất là nhiều nguồn hàng, mình nhập giá rẻ được. Còn mình chỉ nhập cái nguồn hàng của mình nó giới hạn, mình nhập lần ví dụ như 50 bộ, nhưng mà bên nhà phụ tùng họ nhập lần đến 500 bộ. Cái giá của họ có thể nó rẻ hơn của mình, nhưng mà cái bên họ bán rất là nhiều loại bi. Còn riêng thợ như mình á thì mình chỉ xài có một loại bi như thế này, mình lựa một loại bi hàng chất lượng mình sẽ xài như hoài như thế này. Thế là anh em đi nó có độ bền, và cái đồng tiền anh em bỏ ra nó đáng với chất lượng. Chứ bộ bi này ví dụ như bộ bi này 150 đi. Nó anh em đi được khoảng tầm chừng 5-6 ngàn cây. Anh em phải thay bụi nó mớp hết rồi, anh em không thay thì nó kêu chạy không ngon. Còn mobi này á thì mình bán như dụ như là 250 đi, mất hơn 100.000, nhưng anh em đi được 15.000 cây. Có thể là nó cái tuổi thọ của nó tốn 3 lần so với mobi kia. Thì anh em nghĩ đi, nếu mà tính ra nhân 3 lần, anh em mua 3 lần mobi kia cái tới 450 lần. Nó nên là anh em lưu ý ở chỗ này. Mình bán hàng thì đương nhiên anh em mua một món hai món thì đừng có mong là có giá sỉ, ai cũng vậy hết. Đi mua đi bán lời thì phải có lời. Và cái lời thì cái đó thì quan trọng là lời như thế nào nữa, lời chất lượng hay là lời theo kiểu là kinh doanh đó. Vậy là để có nghĩa anh em, nhưng mà anh em mua số lượng nhiều thì có thể giá sẽ đau xuống, nét xuống, anh em rất là có chiết khấu cao thì mới được. Chứ còn anh em mua hàng có một hai món mà anh em cứ đi dò giá, đi dò chỗ này điện ông này hỏi ông này báo 320, bên kia ông ba bán 301, ông kia bán 290, các bạn chỉ so về giá không à, các bạn chưa thấy được chất lượng của nó như thế nào. Nói đến khi mua xong rồi nhiều bạn mang mua qua mình, bữa em mua bố bên kia 300, giờ mở ra sao mà nó kỳ quá, nó không giống bố của anh, mà cái hình thì em thấy giống nhưng mà bố không giống. Thì đương nhiên rồi, nó rẻ hơn của mình gần 100.000 thì đương nhiên chất lượng nó phải khác nữa rồi. Thì mình đã nói rồi, thị trường đồ phụ tùng xe tay ga nó rất là nhiều, và nó rất là, nó hàng cho nổi cũng rất là nhiều, bi cũng xài được đó, lắp vô chạy được, nhưng mà chất lượng nó không bằng thôi, chứ không phải là không chạy được đó. Mong là anh em hiểu hơn, mình là hai người tiêu dùng thông minh. Đó, các bạn có thể không nhất thiết phải mua của mình, mà nói vậy luôn thôi, mình chỉ chia sẻ cho anh em cách phân biệt. Anh em có thể mua bất kỳ ở đâu. Nói nhưng mà chỉ đang nói về giá cả, chất lượng là khác nhau. Anh em đừng có nhìn ở cái bao bì nhiều quá, quan trọng nhìn ở trong cái chất lượng sản phẩm nó mang lại và cái người bán đó là như thế nào nữa. Rồi thôi, mình chỉ chia sẻ cho anh em ít một cái kinh nghiệm của mình như vậy thôi.
thì mình sẽ làm thêm nhiều clip để chia sẻ cho anh em nữa những mặt hàng khác khi có điều kiện. Thì giờ này dịch bệnh tràn lan nên cửa mình đóng liên tục, mình chỉ hẹn nhận hẹn anh em hẹn mình ngày mai mốt gì đó thì mình anh em qua mình mở cửa ra làm để tránh tụ tập đông quá đông. Thì mình mở cửa ra tiệm cái anh em chừng 5-6 xe anh em ùa qua, cái đầu là tiệm mình tới 5-6-7 người nên thành một nhóm đông rồi, nên là sẽ rất là khó để làm việc được, nên là mình